nay của các hồ sơ. Thì bữa ngày hôm nay thì đã được là offline lần thứ hai rồi, một lần là ở nhà của chị Trang, một lần hôm nay. Thì xin các bạn nếu mà có giao lưu á thì mình lên giao lưu cho nó sinh động thôi, nhưng mà bây giờ mình hát trước một bài lần đầu tiên á. Cố cố cho con biết Kim Ly giặt áo chứ. Kim Ly giặt áo, Kim Ly giặt áo ta 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 you
Anh lên làm trước đi. Dạ. Hôm nay là anh em chỉ thích ở backstage hôm nay thôi hả? Trời ơi, kép đẹp của nhóm chết rồi. Xin mời chắc không ai nha. Xe cà mau bao lần lên thành phố.
Yeah.